Netizen Trung Quốc ngớ người khi thấy cô gái Trung Quốc lấy chồng Việt Nam được cưng chiều như công chúa. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, với một người phụ nữ, việc lấy chồng mà nhất là lấy chồng nước ngoài chính là một ván cược đỏ đen trong cuộc đời. Sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và phong tục tập quán có thể gây ra những xung đột hoặc khó khăn trong việc hiểu và thích nghi với môi trường mới. Hơn nữa, lấy được một người chồng tốt đã khó, lại được nhà chồng yêu quý, chiều chuộng lại là điều khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mới đây một cô gái người Trung Quốc có tên là Đinh Đặng đã khiến cộng đồng mạng nước này một phen ghen tị khi chia sẻ về cuộc sống của cô khi lấy chồng Việt Nam. Cô được chồng và gia đình chồng chiều hết mực. Ngoài ra, mặc dù là người Trung Quốc và cũng có ngoại hình khá là bình thường, nhưng cô lại lấy được một người chồng giàu có và có gia thế khá là khủng ở Việt Nam. Chia sẻ này đã khiến cho cõi mạng Trung Quốc một phen dậy sóng. Có người nói cô gái tốt số, tuy nhiên, cũng có người Trung Quốc vẫn mặt dày nói rằng người Việt vẫn phải phụng sự người Trung Quốc là lẽ hiển nhiên. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi hết video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, mới đây trên mạng xã hội Yixiguo của Trung Quốc đã xuất hiện một video với tiêu đề như sau: Cô gái Quảng Tây lấy chồng xa Việt Nam, mẹ chồng Việt cưng chiều đến mức đảm đương mọi việc nhà, lau sàn nhà như gương. Trong video, Đinh Đặng chia sẻ như sau: Tôi là một người Trung Quốc. Các bạn có thể thấy tôi giống người Việt Nam, nhưng tôi thực sự đến từ Quảng Tây. Ban đầu, khi có ý định sang Việt Nam làm dâu, tôi khá e ngại vì sợ rằng mẹ chồng Việt Nam rất nghiêm khắc, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi coi tôi như con gái, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Thậm chí mọi việc trong nhà từ nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, rồi đón cháu đi học ở trường về, mọi thứ mẹ chồng đều làm giúp tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy mình sướng như công chúa vậy. Tôi làm video này để thay đổi suy nghĩ của các bạn về người Việt Nam. Đa phần họ rất yêu quý người nước ngoài, đàn ông rất chăm chỉ làm việc, còn mẹ chồng thì dễ tính. Tôi nghĩ không phải riêng mình may mắn, mà ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều con dâu cũng có cảm nhận giống như tôi. Còn một điều nữa là nếu bạn là người Trung Quốc khi sang Việt Nam, bạn tỏ thái độ vui vẻ và yêu quý họ, thì họ cũng sẽ luôn dành tình cảm cho bạn. Vì thế, chúng ta đừng có suy nghĩ ác cảm về họ nhé. Vâng, đó là những chia sẻ của Đinh Đặng khi làm dâu ở Việt Nam. Đúng là cuộc sống của cô hiện tại là điều mơ ước của rất nhiều cô gái Việt Nam, chứ không riêng gì các cô gái Trung Quốc. Nhìn cái cách hai mẹ con gần gũi tâm sự với nhau, có nhiều người còn không khỏi nghi ngờ đây là hai mẹ con ruột, chứ không phải là mẹ chồng nàng dâu nữa. Vậy còn cư dân mạng Trung Quốc thì nghĩ gì? Chúng ta hãy cùng xem họ đã nói những gì nhé. Lần đầu tiên xem video của bạn, tôi có cảm giác như bạn là người Việt Nam và mẹ chồng của bạn là người Trung Quốc. Mẹ chồng bây giờ trông cũng xinh đẹp lắm. Người Việt Nam cũng có tổ tiên là người Hoa, nên con bạn không nhất thiết phải là con lai. Hôn nhân giữa Trung Quốc và Việt Nam không được gọi là con lai. Chúng ta là những con người thuộc một chủng tộc, lai huyết. Việt Nam từ lâu đã là một phần của Trung Quốc và sau này bị tách ra giống như Đài Loan mà thôi. Người Quảng Tây, Quảng Đông và Việt Nam cùng một gia đình, về cơ bản có ngoại hình giống nhau, nhìn thoáng qua có thể biết là khuôn mặt Đông Nam Á, không có cái gọi là chủng tộc hỗn hợp. Wow, tôi không nghĩ là gia đình người chồng Việt Nam lại đối xử với cô dâu Trung Quốc như thế. Điều này thực sự là một điều đáng kinh ngạc và đáng quý trọng. Chúc mừng cho họ và mong rằng họ sẽ có một tương lai đầy hạnh phúc và thành công. Tôi nghe nói Quảng Tây và Quảng Đông trước đây là thuộc Việt Nam, nhưng sau đó vì không chịu được sự nghèo khó và chiến tranh từ họ nên đã xin phép để tách ra và sáp nhập vào chúng ta. Vì vậy nên cô ấy mới trông giống như người Việt Nam vậy. Trên mạng, rất ít người Quảng Tây kết hôn với người Việt. Có thể bạn may mắn và có đồ hiếm quý. Chúc các bạn hạnh phúc. Và nhớ nói với các con của bạn rằng chúng mang trong mình dòng máu Trung Quốc và không bao giờ là kẻ thù của Trung Quốc trong các thế hệ mai sau. Nhiều người Việt Nam vẫn có quê hương ở Trung Quốc, chẳng hạn quê hương của Chủ tịch nước Việt Nam Ngô Đình Diệm ở Chiết Giang, Trung Quốc. Vì vậy chúng ta là chung một tộc người. Mẹ chồng bạn bây giờ cũng là một mỹ nhân, hai người ở với nhau giống hai chị em hơn. Than ôi, các bạn thật may mắn. Con dâu được mẹ chồng sủng ái là người phụ nữ hạnh phúc nhất, ban phước cho tất cả các bạn. Người Việt Nam hiền dịu hơn những gì tôi được nghe nói. Chúc mừng bạn. Những câu chuyện như thế này thực sự làm tôi tin rằng tình yêu không biên giới là có thật. Chúc mừng cho cặp đôi này và hy vọng họ sẽ có một cuộc sống đầy hạnh phúc. Mặc dù có nhiều người nói người Việt Nam không thích chúng ta, nhưng nhìn cách cư xử như vậy thì điều đó có lẽ cũng không đúng lắm. Đây thực sự là một người mẹ chồng tốt, một người mẹ chồng có học thức, chăm chỉ và có năng lực, nuôi giữ nhà cửa sạch sẽ không tì vết. Tôi rất thích một người mẹ chồng như vậy. Những gia đình như này thuộc tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc và trình độ văn hóa của họ có lẽ thuộc hàng đầu Việt Nam.
Chúng tôi ở Quảng Tây và Việt Nam cách đây 500 năm là một gia đình, chia làm hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều người vẫn nói Việt Nam giống như tiếng choang. Và tôi luôn tôn trọng người Việt vì đó là tổ tiên của chúng tôi. Tôi từng nghĩ chỉ có con gái Việt Nam mới lấy chồng Trung Quốc, chứ không phải con gái Trung Quốc lấy chồng Việt Nam. Hôm nay nó có rồi. Bạn đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về cách đối xử của người Việt Nam với người Trung Quốc. Có vẻ họ rất vui vẻ và hiểu chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con gái Trung Quốc lấy chồng ở Việt Nam. Có vẻ như người Việt Nam cũng sợ chúng ta nên sẽ phải đối xử tốt với người Trung Quốc. Họ không dám cư xử thiếu văn hóa vì họ chỉ là một quốc gia nhỏ bé. Nếu bạn kết hôn với đúng người, cuộc sống của bạn sẽ như vậy, dù bạn sống ở đâu và bạn sẽ hạnh phúc. Người giàu sống một cuộc sống thịnh vượng. Chúc mừng bạn vì kiếm được người mẹ chồng tuyệt vời. Bạn là niềm mơ ước của rất nhiều người. Người mẹ chồng này thực sự đáng mơ ước. Chắc chắn cô gái đó là người rất đặc biệt để họ đối xử như vậy. Tôi cá rằng cô gái phải rất giàu có và không nhận sính lễ thì họ mới chấp nhận là như vậy. Điều kiện này chỉ là ở mức trung bình của Trung Quốc mà thôi. Nhưng ở Việt Nam, nó có nghĩa là một gia đình giàu có. Có lẽ 20 năm nữa, Việt Nam mới theo kịp chúng ta ở thời điểm hiện tại. Mẹ chồng Việt Nam rất giống mẹ chồng Trung Quốc. Họ làm việc nhà, chăm sóc cháu, yêu thương con dâu, giảm nhẹ gánh nặng cho con trai. Đây đều là những người tốt. Sở dĩ họ như vậy là vì tổ tiên của họ chính là người Trung Quốc. Điều này chẳng thể thay đổi được. Đó là những bình luận của netizen Trung Quốc. Các bạn cảm thấy sao? Còn mình thì vừa vui vừa khó chịu. Vui khi hôm nay được lắng nghe những lời khen của các bạn Trung Quốc về cuộc sống ở Việt Nam, nhất là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Còn buồn là vì sự ngộ nhận luôn cho mình là nhất, là lịch sử, là gốc gác của người Việt, của một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.